Thầy Tilo mà cũng sửa xe vậy nữa hả? Ủa, xe có chuyện gì không con? Không có gì. Chỉ có điều giờ tôi mới biết á, con bé Thương nhà tôi tại sao mà càng ngày nó càng học dở. Trời ơi, thầy mà như vậy á thì còn dạy dỗ ai được chứ. Trời, con nói vậy sao được cô? Thì hết giờ dạy thì con còn có cuộc sống riêng của con. Con ra con phụ tiệm sửa xe của chú con. Có ở đâu, chuyện bình thường mà. Với lại làm này có ảnh hưởng ai đâu. Trời đất, vậy mà bình thường. Tay chân thì dơ, chung quanh thì rác rưới. Để tôi nè, tôi quay cho phụ huynh mỗi người người ta thấy một chút. Để người ta coi coi có ai dám tin tưởng mà giao con cho thầy dạy dỗ nữa hay không. Quay clip luôn hả? Ok. Chứ sao? Xin chào các bạn. Đây là tiệm sửa xe của mình. Một tiệm sửa xe rất là nhỏ nhưng mà giúp ích được cho rất là nhiều người bị hư xe khi đi ngang cái khu này. Những người mà hư xe dọc đường này á thì ở đây đều giúp hết. Cô nữa, nếu mà cô cứ quay như vậy á thì người bị lên án là cô á, chứ không phải con đâu. Thầy, tôi quay thẳng mặt thầy luôn nè, để cho người ta thấy nè. Cô làm gì vậy? Trời ơi, hư ba cái điện thoại của tôi rồi. Cô để con coi coi. Coi cái gì? Hư rồi còn coi cái gì nữa? Đành tiền cái điện thoại cho tôi đi. Mà sửa xe gì làm gì có đủ tiền đền cho tôi. Nè cái cô kia. Ai vậy? Tôi đó là nể Tilo lắm đó. Nãy giờ tôi đứng ở trong đó tôi nghe hết trơn rồi. Bà làm cái gì đó, bà xài xẻ con cháu tôi dữ vậy? Nếu mà không có tụi tôi sửa xe ở đây đó, ha, thì lấy ai sửa xe cho mọi người đó, đi ngang qua đây hư? Kể cả cái xe của bà nữa. Nếu thích đó, thì dẫn xe về nhà tự sửa đi cho nó cao quý. Ai cần? Tôi mang qua chỗ khác tôi sửa cũng được vậy. Mà thầy nhớ á, thầy lo tiền đền cái điện thoại cho tôi đi nha. Người gì đâu. À, chú Tư này. Gì nữa con? Mấy cho con mượn vài triệu được không? Sao đây? Tính mượn cái tiền đó để đền cái điện thoại đó phải không? Dạ. Ok, được rồi. Chú mày theo tao vô đây. Nè, mày nhìn đi. Mày thấy gì chưa? Thầy Tilo hả? Chứ còn ai nữa? Trời, anh thấy sửa xe chuyên nghiệp không? Còn giỏi hơn giảng bài trên lớp nữa. Ờ, mặt mày còn lắm lây, bùng lây, thấy gớm, cướp gì đâu. Ủa, mà thầy làm vậy thì sao? Công việc gì mà chả được? Miễn tốt là được rồi. Mà sao mày biểu rếp thầy vậy? Tao thích. Ủa, mày mắc cười quá, mày nịnh thầy vừa thôi nha. Tao phát tán clip luôn nha nè. Đừng có mà thách tao. Ê, mày đừng có kiếm chuyện nha. Tao là tao không có nhịn mày đâu đó. Chắc tao cần mày nhịn đâu à. Ê, không có gây sự trong lớp. May cho mày á là có thầy đó nha. À, Thương nè, cho thầy nói chuyện riêng với em xíu. Chuyện gì nữa thầy? Em lấy số tiền này gửi cho mẹ. Nói là của thầy Tilo đền cái điện thoại hôm bữa. Thầy làm hư của ai thì thầy tìm người đó mà đền. Chứ tìm em chi? Lát nữa mẹ đến đón em á, thầy xuống dưới mà gặp mẹ em. Còn gì nữa không? Không thôi em về nha. Thôi thầy em về. Nghĩ ra tiền vậy là xong rồi đó hả? Thành tâm xin lỗi á, thì tôi nhận cho. Dạ. Cô cho con xin lỗi cái vụ điện thoại hôm bữa. Vậy có được không? Nhiều tiền dữ ta. Về thôi mắt. Đây, con đói bụng quá rồi. Thiệt tình luôn á. Đã đói bụng rồi còn phải dắt xe đi bộ nữa. Tự nhiên cái chết máy à. Cái xe chết tiệt luôn vậy đó. Ủa, xe sao cô? Hên quá. Có cậu nè con, nhờ cậu giúp giùm. Con coi giùm cô coi chiếc xe sao tự nhiên nó không có nó nổ máy đề hoài không nổ. À,
Ô, cô để lại thử cho con coi sao? Con vô vô trong cho phát coi cái. Để cô coi làm. Đây đường cụt mà. Ê. Dạ, cô chờ con sửa cái dây này xíu nữa là xong rồi, là chạy được. Mặt thầy dính gì dơ dơ kìa. Thấy ghê quá. Còn không biết lấy khăn lau cho thầy nữa, ngồi đó mà nói. Không sao đâu cô, con quen với mấy vụ này rồi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì? Tôi cảm ơn thầy mới đúng đó. Thầy vừa lấy lại được cái túi sách cho tôi, rồi còn sửa xe nữa. Trời, chị nên làm mà cô. Thầy cho tôi gửi lại tiền nha. Thật ra là cái điện thoại của tôi không có hư, mà chỉ tại tôi muốn làm khó thầy, tôi nói dối vậy đó. Cô yên tâm đi, con không có để bụng đâu. Em cũng xin lỗi thầy nha, vì đã hổn với thầy. Bây giờ nhìn thấy thầy hì hục sửa xe cho hai mẹ con em mà không sợ dơ bẩn thì có em cảm kích vô cùng luôn á. Giờ em mới nhận ra nghề nào cũng là nghề, miễn sao mình lương thiện thôi. Thôi, muốn chuộc lỗi á thì học giỏi là được. Dạ. Ủa, mà sao thầy biết hai mẹ con em gặp nguy hiểm mà thầy tới cứu vậy? Tôi là thầy giáo mà, cái gì mà tôi không biết. Xe xong rồi đó, hai mẹ con về đi. Cảm ơn thầy. Đi con. Hai mẹ con về cẩn thận nha. Mày là cái thái gì mà xe chuyển của tụi tao hả? Cuốn sổ đâu ngoài mày để đâu? Con tôi ở nhà bướng rất là ngoan. Rất gì? Không kiến thức quá. Dạ em làm xong rồi. Đáp án sai à? Em làm lại đi. Sao vậy? Chưa? Vậy thôi, nàng nghỉ sớm đi. Học nhiều đủ rồi. Tôi xin lỗi. Cậu làm cái trò gì vậy? Có thêm hai cái mắt ấy mà ông còn đụng vào người khác thì ông đeo làm cái gì? Tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi, cậu cũng đụng tôi, không biết mở miệng ra xin lỗi còn nói gì nữa hả? Thằng này chưa bao giờ phải xin lỗi ai cả. Này, nếu ông thật lòng xin lỗi tôi một câu ấy thì tôi sẽ để cho ông đi, còn không ấy thì có chuyện không hay đâu đấy. Này, ông khinh người đấy à? Ông biết ông đang nói chuyện với ai không? Cậu là ai? Kể cậu, tránh ra cho tôi đi. Chỉ cần một cuộc gọi điện thôi đấy, thì trong ngày mai, à không, trong tối nay thôi, ông sẽ không được dậy ở đây nữa đâu. Hồn nít hả? Cái gì đó với chân cậu kìa? Gì? Đạo đức của cậu á? Nít gì à? Không kiến thức quá.
lớp trưởng nhiều chuyện của chúng ta đây rồi. Nhiều chuyện thì có ngành nghiệp nhiều đấy. Có vẻ như mày thích cho chúng ta vào sổ đầu bài nhỉ? Tại các bạn làm sai, cho nên là mình chỉ nói lại với cô giáo thôi. Nếu như mà các bạn không muốn vô sổ đầu bài á, thì đừng có làm sai nữa. Câm miệng! Mày là cái thá gì mà xen chuyện của tụi tao hả? Ê, nó bị gì vậy? Sổ đầu bài mày để đâu? Không thì đừng trách tao ác. Cái đám học trò kia, sao không lo học hành mà lại uống lộn hả? Ok, Ken hả? Ken, còn có sao không? Cái cậu kia, cậu là ai mà dám xô ngã con tôi hả? Con ông á, xém giết người ta đây nè. Cậu nói gì? Con tôi ở nhà là đứa rất là ngoan, sao lại dám giết người hả? Huynh nào cũng nói con mình ngoan. Giờ ông nhìn đi. Ken, đi về. Đi chơi làm sao mà để bạn hiếp vậy? Em cũng không biết nữa. Ủa, là sao thầy biết em ở đây vậy? Tôi là thầy giáo mà, cái gì mà tôi không biết?